昨天呢，从茉莉老家回来之后呢，这喉咙啊很痛，浑身上下都难受。他老家呢主要太远了，开摩托车呢来我这里上班，35公里。我很佩服他，每天路上呢来回都要花费2个小时的时间。其实呢，我这里也有多余闲置的房间，让他在这里住。他说妹妹开学之后，现在呢每天要回家照顾奶奶和妹妹。手机，等一下去街上帮我买点药回来好吗？bạn có bị ốm không? Bị sinh bệnh rồi mà. 喉咙痛，还有点发烧。đau họng và sốt. 我来看看。真的。vậy tại sao bạn không biết cách gửi tin nhắn cho tôi? 那怎么不知道给我发信息呢？你家那么远，跟你说干嘛呢？ tại sao tôi lại nói với bạn rằng nhà bạn ở rất xa?Nếu sau này bạn cảm thấy không thoải mái về mặt nào đó, hãy nói với tôi sớm hơn. Ok, ok. Đau họng, sốt, ho, cảm nóng, khó chữa. Anh ở nhà đợi em ra ngoài mua thuốc cho anh ngay. Ok, 让辉和你一起去吧，这样带大家也了解一下越南医疗方面和中国有哪些不同。dù bạn vẫn đang suy nghĩ về công việc nhưng hãy lên lầu và nghỉ ngơi. Đâu chưa yên là hãy xem cho công tác. Nhi khoai sang lầu xíu xỉ một xa bà.不用这个，你就帮我买点药就可以了。bạn nằm xuống trước đi, cái này để cho nguội, tôi sẽ đắp cho bạn trước, sau đó tôi sẽ ra ngoài mua thuốc. 先给你贴上，然后我出门给你买药。OK OK， 好的。太麻烦你了啊。辛苦你了，我都不好意思了。不能跟茉莉坐一辆车呀，辉哥，我们出发吧。好的，路远吗？5分钟。5分钟。好的。我们到了旧社区里，来，姐哎，姐来给你个头嘛，被đau họng，被sốt，với lại被giống như bị cảm gì đó, sổ mũi gì đó.Vậy mình muốn thuốc xong hay là mình muốn lấy thuốc uống? Dạ xong đi chị, xong xong cho em. Dạ. Chắc hả?
nguyên thang hút vô cái nồi nước. Dạ. Rồi mà mình bật lò lên cho nó nấu, cho nó sôi. Dạ. Rồi sôi rồi mình mới đem xuống mình đổ thuốc này vô xong. À bỏ. Sôi rồi mới bỏ cái này vô hả chị? Bưng xuống rồi bỏ vô xong. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bao nhiêu vậy chị? 20 ngàn.现在我们已经到家了，我们去看看我师傅的状态现在怎么样了。阿姨，你好些了吗？阿姨，你们回来了？啊。我感觉快好了，哇哇冒汗，你看。有汗，冒汗，太好了。cái này có tác dụng chống viêm, hãy uống nó trước. 这是消炎的，先把这个吃了。这药片颗粒也太大了，咽不下去呀。这都是啥药啊，这么大。哎呦，飞了。OK 了。坤儿，嗯，你看他那个腰多大。我的妈！我第一次能见到就是药粒颗粒这么大。嗯，他这个是咋吃的？这啥药？一块钱硬币那么大了，化了，直接给它化开。啊！我还以为就是这一个药片全部吞下去的。不是，化成水了，是等成水了以后，一会儿化开了以后给你喝的，应该是。哦。原来是这样的。OK 了吗？可以喝了，得修，得修。哎，赶上饮料了是吧？对，你看这个颜色，而且还有一种果香味道，这是药吗？没一码。药的颗粒感觉好大，但是化开了之后有一种果香的味道，很清香，有点像饮料。OK 了，嗯 ，OK， 就都喝完呗。好喝吗？就跟饮料一样。那还好。bạn nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi nấu thuốc xông hơi cho bạn. 我去给你熬点中药。还有这样的？嗯。很快就好了，你怎么买这么多药呢？你花多少钱我给你。không cần phải đưa tiền lại cho tôi, bạn chỉ cần khỏe lại nhanh chóng. 不需要把钱还给我，你只要快点好起来就可以了。平时你为自己买点东西都不舍得，我生病了你买药买这么多。你这样的话我不知道欠你多少了。如果你行动如此，我不知道我会给你多少。
chỉ cần khỏe lại là được, đừng quá xem trọng chuyện tiền bạc. Ok. Ở Việt Nam thì các loại thuốc này được dự trữ trong thời gian rất là lâu. Cách chế biến cũng rất là đơn giản, là chúng ta chỉ cần bỏ cái lá này vào trong nồi và sau đó là đổ nước vào, mình đun sôi lên cho những cái lá này nó sạch. Bây giờ thì mình cho nước vào. Thay đổi là兄弟们，刚才呢，茉莉啊，给我用的这个方法，我感觉挺有效的。你看到没有，我头发都打湿了。这个东西呢，是通过这个嗅觉闻里边的味道，然后呢，可以发汗。我出了很多汗，头发都打湿了。水蒸气呢，通过这个毛巾的遮挡，第一感觉呢，脸很不舒服。虽然呢，咱不知道这里边放的都是哪些草，叫什么名字，清香味很浓郁啊。第一次感受这种治感冒的方法，感觉呢效果还是比较不错的，很厉害，很好，很舒服了现在。嗯。然后我这衣服都湿了，出了很多汗。明天再来一次。嗯。明天再来一次。